Vâng, xin chào các bác đến với kênh Chia Xe Đạp. Và hôm nay em tiếp tục về một em siêu phẩm dòng Gian XTC có giảm sóc hơi. Và đây cũng là một chiếc thứ 2 hoặc thứ 3 lần trước thì em đã giới thiệu qua về dòng chiếc dòng Gian cao cấp của dòng model mới của dòng địa hình. Đánh giá rất là cao, được review rất là nhiều trong tên tuổi trong làn xe đạp quốc tế. Và bây giờ xin mời anh nói tổng thể chi tiết chiếc xe. Vâng, vẫn là mẫu Gian XTC 27.5. Thì lần này em vẫn về cái tông màu đỏ đen cam. Đây là một màu khá là cơ bản của những dòng xe Gian XTC. Lớp sơn còn rất là đẹp. Thì đây là một cái bộ màu phối màu rất là thể thao sport các nhá. Đây là một dòng xe Gian XTC đời mới của dòng Gian địa hình. Xe đời vẫn được chạy bộ dây âm sườn rất là cao cấp. Và tổng thể xe đánh giá là tầm 90-95%. Và lần này em về được một chiếc xe rất là mới các nhá. Vâng, xe làm từ hợp kim nhôm AluXXL. Và trong cái thời gian vừa qua em giới thiệu với bác là thì trong cái dòng xe Gian, thương hiệu Gian thì có những hợp kim nhôm AluXX là dòng nhôm siêu nhẹ đặc quyền của thương hiệu Gian. Thì đây, những cái dòng Gian AluXXL là một hợp kim nhôm siêu nhẹ trên cả Gian AluXX thường, dành cho những dòng xe cao cấp. Nó sánh ngang với cái dòng nhôm 7075, nhôm siêu nhẹ. Với cái bộ lớp nhôm nhẹ nhưng mà không rất là chắc chắn đâu nhá, dòng Gian XTC. Xe còn rất là mới và đẹp. Thì đây cũng là em đánh giá rất là cao về cái mẫu dòng Gian XTC này. Thì trong thời gian vừa qua nó bán được một vài chiếc xe XTC này về rồi. Và cái độ mới của nó cũng rất là cao. Thì được phản hồi từ phía các bác tin dùng thì lại em về một chiếc nữa đây. Và lần này em về được chiếc xe F của Phước Kỳ Đông, chính hãng của Gian, Gian SL đây. Nguyên bản theo xe cũng là của Phước Kỳ Đông, chính hãng cao cấp của Gian SL. Cổ phước của nó vẫn còn mới, Kỳ Đông cũng còn rất là mới. Tay lắm cao su đúc chính hãng của Gian. Và xe được trang bị với nguyên một bộ group full Shimano DR rất là cao cấp. Phanh dầu thủy lực Shimano. Sẽ được trang bị với bộ giảm sóc khóa hành trình chân tay. Đây, giúp cho các bác rất là tiện lợi khi đi những cái đường đường bằng, đường đồng bằng hoặc là đường địa hình xấu. Các bác không cần phải xuống xe để khóa mở giảm sóc mà rất là tiện lợi trên cái tay lắm của xe. Bên tay phải em được trang bị với 3 tầng nia chính hãng của Shimano DOG rất là cao cấp. Tay lắm cao su chính hãng của Gian. Bộ phanh dầu thủy lực đằng sau chính hãng cũng là của Gian. Và sẽ được sử dụng với bộ giảm sóc hơi. Đây, đây là chỗ các bác xả e hoặc là bơm hơi rất là bền. Thì chị em giới thiệu qua đây là bộ sóc hơi cho những cái dòng xe địa hình. Thì nó có hai loại, một giảm sóc hơi và giảm sóc dầu. Thì đây một loại sóc hơi giúp cho bác đi rất là êm hơn so với bộ sóc dầu. Thì bộ sóc này rất là bền, khi các bác hết hơi sóc cái bộ nhún sâu thì các bác có thể lấy bơm ngoài, bơm vào đây cho bộ sóc của nó đầy hơn, đầy hơi, nó không bị dỉ dầu như giảm sóc dầu. Rất là bền và chắc chắn, rất là cao cấp. Giảm sóc chính hãng của Gian 27.5. Vành pinet, vành nhôm 2 lớp. Vành nhôm của dòng Gian 27.5 rất là cao cấp nhá. Chuyên dành cho những dòng xe địa hình đồi núi, đổ đèo. Làm hợp kim 7005. Rất là chắc chắn. Lốp của Gian luôn. Xe rất là ít đi nhưng mà là nguyên một bộ của lốp chính hãng của Gian kèm theo xe. Lốp Quixalo chính hãng của Gian nguyên bản theo xe. Kích thước lốp là 27.5. Xe rất là ít đi nhưng mà là nguyên tất cả linh phụ kiện trên xe là còn nguyên zin theo xe của Gian. Đây lên phía dưới là bộ dây âm sườn chạy theo khung rất là cao cấp. Lần này em về một chiếc size S. Vâng, chiều cao khung là size 43.
Kích thước các bác cao từ 1m6 đến 1m7. Cọc yên đằng sau cũng chính hãng của Gian bạn cho xe. Yên của Gian rất còn mới. Và trong video trước em giới thiệu thì những dòng Gian cao cấp thường thì những cọc yên của nó là cọc yên dẹp. Cọc yên chỗ bên bó đây. Nó thu nhỏ lại cho xe rất là gọn nhẹ. Gạt đĩa của Shimano DRD. Những bản theo xe. Đùi đĩa trục rỗng. Đùi đĩa bạc đạn trục rỗng 3 tầng. Củ đèo sau chính hãng của xe là củ đèo Shimano DRD. Nguyên một gờ đúc chính hãng của DRD. May đằng sau và trước là chính hãng của Gian các bác nhá. Đằng sau sử dụng bành PNF, bành chính hãng của Gian. Bành 7005. Rất là cao cấp. Lốp đằng sau cũng sử dụng lốp của Gian. Xe rất là ít đi. Kích thước lốp 27,5. Xe được sử dụng với 10 tầng líp. Chính hãng nguyên bản theo xe. Líp xích còn rất là mới đây. Bác có thể nhìn rõ. Và bây giờ em xin vào đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Lên líp. Xe rất là ít đi, đánh giá xe là tầm 90-95% xe. Xích líp còn nguyên bản theo xe. Rất là mới luôn thôi nhá, xuống líp. Đây là mẫu dòng Gian XTC 27,5. Mới về bên em, rất là cao cấp. 3 tầng đĩa, đủ đĩa trục rỗng, xuống đĩa. Gạt đĩa cũng chính hãng của Shimano DRD. Lên đĩa. Và bộ khung làm từ hợp kim nhôm cao cấp của Gian Alloy FL. Nhôm siêu nhẹ, sánh ngang những dòng nhôm cao cấp của 7075. Và em vừa nhớ tổng thể xong chiếc Gian TCR 27,5 bên em mới về. Xe có độ rất là mới, trên 90-95% xe. Và nguyên một group của xe là full cấu hình DOD, rất là cao cấp. 10 tầng líp, 3 tầng đĩa, theo trang bị với bộ giảm sóc hơi, quá trình sóc trên tay. Vâng, xe giá rất tốt bên em là 10,8 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Hoặc là quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975709943. Hoặc lên YouTube tìm kia xe đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Và hẹn các bác vào chương ngày mai. Vâng, và bên em cũng kinh doanh mua bán chuyên về đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ. Vâng, các bác có thể thấy rõ rất nhiều đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật, Cổ bên em. Đây, rất là nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ bên em. Và các bác lên